Xin chào quý vị và các bạn. Đây là chiếc Toyota Yaris G quý vị. Toyota Yaris G đời 2015, đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Đó. Xe này đời 2015 chạy chỉ có 56.000 km thôi quý vị. Đó, màu trắng như quý vị có thể quan sát này. Đó. Hiện tại thì xe đang được trưng bày tại khu vực trưng bày xe cũ của Toyota Tân Cảng này quý vị. Đây. Mẫu xe này thì như Khiêm từng giới thiệu á, thì phù hợp với quý vị nào mà chạy sử dụng trong đường phố nhỏ hẹp á, hay là nhà mình hai vợ chồng hai đứa con á, thì có thể sử dụng mẫu xe này. Nhỏ gọn, là một mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với chất lượng đã được khẳng định, thì quý vị có thể tham khảo có mẫu xe này nha quý vị. Và đặc biệt thì Tết Nguyên Đán sắp tới á, thì quý vị có thể sử dụng mẫu xe này để đi thăm họ hàng cũng như là đi du lịch gần xa với mẫu xe này nha quý vị. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Toyota Yaris nha quý vị. Nè, quý vị nhìn thấy nè, những cái cụm đèn của xe nè, chi tiết của xe nè quý vị. Nè, cụm đèn còn rất là sáng nè, quý vị thấy không? Cái chóa đèn quý vị thấy không? Còn rất là sáng ha. Và giữa cái cản và cái đèn này nó rất là khít với nhau quý vị. Đó, nè, quý vị thấy không? Giữa những chi tiết với nhau nè, nó rất là liền với nhau nè. Đó, để quý vị thấy là cái chất lượng của xe này á, còn đẹp nha quý vị. 2015 tới giờ mà chỉ chạy có 56.000 thôi nha quý vị. Đó, đây, đèn quý vị thấy không? Cái đèn sương mù nè, cái chóa đèn bên trong luôn quý vị, còn rất là sáng ha. Đó. Xe này màu trắng, đã được làm đẹp theo công nghệ Maruguri. Xe này có bản số tại thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Đây. 51F đây ạ. Để quý vị nào mà có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì quý vị đỡ tốn tiền bản số 20 triệu nha quý vị. Nè. Cái bộ đèn bên phải nè. Đó, quý vị xem. Cái chóa đèn cũng còn rất là sáng ha. Nè. Từ dưới đây là đèn sương mù nè. Đó. Mặc dù là qua 7 năm sử dụng nhưng mà những cái chi tiết trên xe phải nói là còn rất là đẹp nha quý vị. Nè, bộ vỏ này quý vị. Đây. Vỏ này, quý vị thấy cái tay khi mà nè, vỏ là chỉnh lốp còn rất là sâu ha. Đây, bộ mâm đây. Đó, bộ mâm đã được sơn đen để nhìn xe nó thể thao hơn nữa các bạn. Vỏ này được thay năm 2019 ha. Đó. Đây. Quý vị có thể thấy nè. Đó, các chi tiết này. Đó, rất là đồng nhất với nhau. Để khi mở cửa cho quý vị có thể xem xét ha. Nè, quý vị nhìn nè. Sùng chỉ theo xe đó quý vị. Đây. Đó, cửa đó quý vị. Ốc chưa hề có dấu hiệu tháo mở nè. Rồi sùng chỉ nè. Đây. Đây là nội sơ bộ về nội thất bên trong đây quý vị. Nè. Ghế nè. Ghế với màu xanh bên trong là màu chủ đạo nha quý vị. Đây, ghế da đây. Nguyên ring của xe thì là ghế nỉ nha quý vị. Yaris thì có ghế nỉ. Nè, đồ bán tắp lô đây quý vị. Quý vị thấy không? Tắp lô rồi cũng còn rất là mới ha. Nè, có đầu DVD rồi nè. Đó. Và có camera dê. Đây. Nè, quý vị nhìn thấy không? Các hệ thống nút bấm này còn rất là mới ha. Trục cần số cũng còn rất là mới nè. Nội thất trong xe quý vị có thể thấy á, là còn rất là mới ha. Phía bên phải về không gian nội thất này ổn quý vị. Quý vị có thể nhìn những cái sàn xe nè. Đó, qua bao nhiêu năm sử dụng nhưng mà quý vị có thể thấy là đây. Cái sàn xe rất là sạch, ngay cả những cái tấm nỉ nè. Tấm thảm lót chân này quý vị. Từ 2015 tới giờ mà quý vị có thể thấy là nó còn rất là sạch sẽ ha. Ở dưới này quý vị. Đẹp ha. Ra bên ngoài đây thì quý vị thì nhìn thấy những cái bảng tắp bi cửa đây ạ. Nè, quý vị thấy ta bảng tắp bi cửa không ạ? Đó. Phải nói là còn rất mới quý vị. Đó, cửa phải nói là đóng rất là đầm và chắc ha. Đây. Đó. Quý vị cùng Khiêm keo chỉ ở trên những cái cánh cửa này quý vị. Đây. Đó, quý vị thấy không?
sùng chỉ nè. À, tôi bắn tắt bị cửa đây quý vị. Đây. À. Không hề có trầy xước gì hết ở trên những cái bảng tắt bị cửa này nè quý vị. Nè, rồi không gian nội thất phía sau đây ạ. Nè. Quý vị thấy không? Nhìn cũng rất là sạch sẽ. Không gian thì rộng rãi. Nha quý vị, mà hai người lớn hai đứa con nhỏ thì cái không gian phía sau này á, nếu mà quý vị đi xa thì quý vị sẽ kê hành lý đến đây, quý vị làm một thành cái giường nhỏ ở đây thì con cái quý vị ngồi phía sau cũng rất là thoải mái ha. Hoặc là cái đệm hơi gì đó thì quý vị có thể là con cái quý vị đi những cái chặng đường xa nó đỡ mỏi nha quý vị. Đây, khung gầm của xe đây ạ. Nè, quý vị có thể thấy những cái mũi hàng ha. Đó, và gầm bị sau ha. Đây. Đây, bộ gió sau đây quý vị. Nè. Gió này. Đó, cái gió sau nè. Trần lốp còn rất là dày nè. Nè. Mâm này quý vị. Đó, được sơn đèn bóng hết ha. Rồi lồng ve nè. Đây quý vị, đây. Quý vị có thể nhìn tổng thể từ phía sau bên phải này ha. Nè, quý vị nhìn thấy những cái cụm, những cái chó đèn này. Đó. Những cái chó đèn này còn rất là mới quý vị. Đây, Yaris nha, cái hiệu Toyota Yaris G đây. Nè, quý vị có thể nhìn tổng thể cái cốp sau phía sau này. Đó. Yaris G nha quý vị. Cái hiệu Yaris G đấy ạ. Đây, quý vị cùng Kim xem xét cái gầm bể phía sau này ha. Đó. Đã được làm đẹp theo công nghệ Maruguri rồi, để được vệ sinh và sơn bóng rồi quý vị. Đó. Những cái này thì bên Kim đều đảm bảo cho quý vị về chất lượng xe rồi, nên quý vị cứ yên tâm. Đây, còn tổng thể phía bên trái đây quý vị. Quý vị nhìn thấy là nước sơn còn rất là bóng bẩy mà, cái cụm đèn sau. Đây nè, quý vị thấy nè, cũng còn rất là mới ha. Đây. Đây. Gió phía sau nè quý vị, rãnh lốp là còn rất là sâu nè. Đây, mâm nè quý vị. Nè, cửa cửa này. Cửa đây. Đây quý vị, không gian nội thất bên trong nè. Quý vị nhìn cái những cái thảm xe phía sau đây quý vị. Quý vị thấy không? Sau bao nhiêu năm sử dụng nhưng mà phải nói nó còn rất là mới nha quý vị. Đó. Để quý vị thấy là cái chất lượng còn lại của mẫu xe này á, phải nói là còn rất là đẹp. Quý vị thấy cái tiếng cửa không ạ? Mở ra đóng rất là đầm ha. Nè, quý vị nè, sùng chỉ nè. À, quý vị thấy không? Nè, tôi bắn tắt đi cửa nè. Đó. Đây quý vị. Cửa này quý vị này, ốc cửa này hơi chật. Đây quý vị có thể thấy ốc cửa đây này ha, không hề có dấu hiệu tháo mở gì hết ha. À. Và đây là cái không gian phía trước đây ạ. À, quý vị này, ghế này, ghế tài xế này, đó. Cũng còn rất là mới nha quý vị. Rồi vô lăng này, quý vị thấy không? Cái vô lăng này. Đó. Vô lăng còn rất là mới ha. Nè, những cái chi, những cái đường, những cái chữ trên những cái phím bấm chức năng này vẫn còn y như quý vị. Nè, phía sau này. Rồi hệ thống chỉnh kính cũng như là gập kính nè, đều sát nét hết rồi quý vị. Rồi, mời quý vị ra đường trước cùng Kim xem xét chi tiết cái khối động cơ của xe ha.
Đây nghe quý vị, khối động cơ của xe đây ạ. Nè, máy đã được vệ sinh sạch sẽ rồi và được đánh bóng hết rồi theo công nghệ Maruguri. Nhưng quý vị có thể để ý nè, những cái vết đánh dấu từ nhà máy nè vẫn còn y nè quý vị, ốc trong ốc ngoài vẫn còn y nè, rồi ốc thân máy nè chưa hề có dấu hiệu tháo mở gì hết nha quý vị. Đây quý vị nhìn thấy những cái điểm đánh dấu không ạ, vẫn còn y những cái điểm đánh dấu không quý vị. Đây nè, ốc chân máy nè chưa có tháo mở nè, rồi những con ốc trên nắp máy nè quý vị. Đó. Và tiến hơn sâu hơn nữa thì quý vị có thể nhìn những ốc của bô ở trong này ha. Nè quý vị thấy không, những con ốc của bô nè chưa hề có bất kỳ tháo mở nào nghe quý vị. Đó, nên là quý vị có thể thấy là cái khối động cơ này còn rất là ổn ha. Đây capo đây ạ, nè, chưa có dấu hiệu tháo mở này. Đó, rồi keo chỉ này quý vị. Đây ha, đây đó, thì quý vị có thể thấy là cái xe Yaris đời 2015 này á, thì phải nói là cái chất lượng xe còn rất là đảm bảo quý vị. Hơn nữa thì Toyota Tân Cảng sẽ bảo hành cho quý vị là một năm động cơ và hộp số, nên quý vị cứ yên tâm về những cái chất lượng của xe này ha, cam kết không tai nạn, không ngập nước. Thì quý vị có nhu cầu về những cái mẫu xe Yaris này á, thì quý vị vui lòng gọi hotline hoặc đến trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Khiêm để bên Khiêm có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị tốt nhất về những cái mẫu xe này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ. Xin chào.